chưa biết. Chị ơi, cho cái cảm nhận chị thấy ăn ốc đây sao? Ốc mà. Ốc mà. Ốc mà ở thành phố đâu có đâu, chỉ có Huế thôi. anh đà nè đó, cho cái cảm nhận anh. Cảm nhận mà về Huế, các chị em ở thành phố mà về ở Tàu Thủy mà về ăn ốc mà rất thầm tháp. Thầm tháp ngon lắm, chẳng phải mà giống như mà bỏ đường đồ nhiều mô mà giống như các cái miếng khác luôn ạ. Về mà ẩm thực á, thì cái món Huế là đậm đà, mập mạc ở dân Huế. Cái dược ăn gì mà ngon thầm thầm mãi, nhớ mãi đúng không ạ? Ăn là nhớ mãi luôn. Nhớ là cái một miệng là cái mà ăn mình thưởng thức chứ. Dạ dạ. Mình thưởng thức cái là món ốc thì chỗ nào cũng có ốc, còn nhiều. Nhưng mà mỗi miệng mỗi cái chế biến khác nhau. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Cái đường đi nè. Ôi, nhìn cái dàn mướp phải thương ở nhà. Ở đây là dầm chuồn hả chị? Làng chuồn. Làng chuồn hả? Nghe thấy chiều nãy thấy để đầm chuồn mà. À. Làng đầm chuồn thành phố Huế cả nhà. Wow, đẹp quá, buổi chiều đẹp quá. Buổi chiều đẹp quá chị Hoa ơi. À, ở đây ta còn trồng lúa cả nhà. Anh ở bên đây là anh ở bên đây là người ta làm cái gì anh? Bên đây nuôi cá nuôi tôm. À, cua. Nuôi cá nuôi tôm, nuôi cua. Ở đây kêu là cái gì? Đây là đầm. Đầm xỉa của làng chuồn Tàu Thủy. Đầm xỉa. Làng chuồn. Làng chuồn của Tàu Thủy. Của Tàu Thủy. Dạ. À, cảm ơn anh nha. Wow, đẹp quá. Trời, quay về lên cái ảnh nó đẹp ghê luôn. Nhìn ngoài rất là thấy bình thường, nhưng mà vô cái ảnh nó rất là đẹp không. Ôi. Wow, ta đây nè, ta nuôi cá nuôi tôm, cả nhà nuôi cua. Ôi, đẹp quá. Trước ở trên mới có cua. Ờ. Coi chừng mình xuống là cua kẹt mình là chết. Thì Nguyễn nha, mà bà con tham quan cùng thì Nguyễn nha. Hôm nay đi ra Huế chơi bà con. Ôi, đẹp quá. Trời, cảnh buổi chiều đẹp quá. Ở đây người ta xây mấy cái cổ mộ đẹp quá chị ơi. Như là mấy người ta xây mấy cổ mộ đẹp. Hả? Nè, có chiếc xuồng nè. Có chiếc xuồng nè, ai xuống xuồng không? Dạ không. Xuống không? Xuống chết à. Có chiếc xuồng ba lá chở nặng tình em. Đi đâu rửa, đi đâu rửa. Đúng là ta nuôi cua cả nhà. Đúng là cái lỗ đó, trời ơi, đúng là có cua cả nhà ơi. Cái con cua kìa. Nó bò bò thì Nguyễn thấy cái lỗ nó rồi. Chỉ là cua, đúng là cua thiệt, nó bò kìa. Ơi, con nuôi còn nhỏ xíu vậy nè. Này hôm nay ta nuôi cua đồng ta. Thằng chứ nó lỗ quá chừng luôn. Đây người ta làm cái trại ngủ cho cả nhà.
ta có bếp để nấu ăn nữa. Đây. Có mấy con cua con nhỏ nhỏ cả nhà. Này nè, tôi nuôi cua à. Đó, mấy con cua nhỏ nhỏ dưới. Người ta nuôi à, còn nhỏ xíu và xíu vậy coi à. Trời ơi, nuôi còn nhỏ xíu và xíu vậy ta ơi. Người nhiều lắm cả nhà. Nhỏ 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 thì Nguyễn quay chứ bà con không thấy à. Nhưng ngoài thì Nguyễn thấy. Ờ, nó bò thấy thương quá nè. Đó. Đó, nó bò cả nhà. Mấy cương mấy chân luôn nè. Wow, mát quá. Họ cái cây này cây gì có cái bông đẹp quá chừng không biết tên bà con hả cái dạ cái cây này cây gì anh cái bông nó đẹp quá chừng luôn. Đây là cái cây này là cái cây bồng bát biển bà con. Ủa cái bông nó dễ thương gì đâu á. Mình coi cái lá đẹp ghê không. Cái bông nó đẹp ghê á. Chị đi bộ nha, hả? Đi bộ không? Đi bộ. Đấy, đấy, đấy. Ôi ơi, không lẽ ghe leo gào vô quay cái vàng mướp. Có vàng mướp quá trời đẹp luôn, mê quá. Trời ơi, vừa mà nó chưa có trái cả nhà. Thành phố Huế mà. Cái cây trái đầy đủ luôn. Trời ơi. Anh cho cái miêu tả về thành phố Huế cho anh. Để về thành phố Huế này mà cái như nó là mộng mơ, rất mộng mơ mà rất mộc mạc này. Và cái như vào cái tình của con người á rất là hiếu khách. Đón từ khách xa đến du lịch là về là thành phố Huế này, các biển này và về đồng lúa tất cả những trái cây thì cái như là rất ngon mà cũng rất rẻ nữa, vừa túi tiền của những người đi anh em đi du lịch. Là cái không có những cái khu du lịch khác. Giờ Huế này những đi các cái đầm biển là cái giờ là tất cả rào cá rồi cái là tươi ngon. Vừa là túi tiền cho các anh chị em đi du lịch á. Cái đẹp đẽ những cảnh mà cái như là chùa chiên. Và cái như là những ngày hồi lễ là ngày 23. Thì các chùa đình đồ là cái như đều treo cờ. Để là tượng trưng cho cái những cái ngày mà là vua để là cái những ngày này tượng trưng cho những cái phong linh này rồi các cái ấy là rất lớn. Dạ. Cúng chẩn đồ tất cả là coi như là về đều là nuôi gà nuôi vịt nè. Những cái đó những vịt ngang này như anh em nào muốn mua thì cái một cặp vịt này chỉ có là 200.000 thôi. Một con là chỉ có 100 thôi. Một cặp về là muốn ăn là cái như là chỉ có 200.000. Anh em nào là cái như mua muốn ăn là mua về làm. Đây. Cắt vào trong. Vậy là hôm nay là cái ngày cúng của ngày 23 là ngày 23 ở Huế là cái những ngày là cái cúng là cái gì là những cái sự tích hồi xưa đó. Dạ. Hồi xưa là cái gì là lớn nhất là trong cái ngày 23 tháng 5 này. Ngày mùng 5 tháng 5 là lễ Tết Nguyên Đán. Dạ. Thì tới là ngày 23 là cái 23 đây nè. Là Huế này là cúng kính là rất lớn. Dạ. Các tất cả là nhà dân đồ coi như là điều của hướng về những ngày này hết. Dạ. Để cúng cho những người khuất mặt khuất mày nè. Dạ. Rồi là cái như là
các đường ngã ba, các đình đồ vậy là đều người ta đều cúng đầy đủ đó. Ồ, anh ở trên đó em thấy mấy con bò đi đi. Ông nào kìa. Mấy cái con bò đi nhiều quá, mình đi được đó, không? Là, trên đó đó là như lăng đồ cái gì của Huế. À, lăng của Huế hả? À, lăng đi. Nhà Mồ á. Dạ. À, anh ở ở bên đó là cái gì ta cũng treo cờ đó. Đó là coi như là ngày 25 cái ngày 20 đó là cũng là cái đình. Đúng rồi, cung đình là cái ngày 23 là lớn nhất ở của Huế, là những cái ngày là dân đình đồ là ta đều cúng nhân cờ rồi. Anh buổi chiều về mấy giờ ta cúng vậy? Thì cái giờ quý một ngày này. Mà quý ngày này là dành cho là cúng kính. Bây giờ là ai muốn cúng giúp nào cũng là cúng được, nhưng là tròn có một ngày này cái lễ đó vậy. À. Thấy không? Là cờ đồ là chi tất cả cái đi nêu đồ ta treo là tượng trưng rồi tất cả những cái đền. À. Qua. Bây giờ một cái làng nào nay... như là phần đó còn như là mình cúng ở nhà thì mình cứ cúng. Còn chưa có đền đồ rồi giờ là cờ đồ ta dẫn ra. Vậy là hôm nay em đi đúng cái ngày ngày luôn á. Đúng ngày là ngày 23 rồi. Không mà một lát mình đi đây xong mình về về có cái chỗ cái đình nào đang cúng không? Em muốn tham quan thử á. Ở coi. À, vậy mình là mời coi anh em là vô ẩm thực của vô ẩm thực phải không? Ẩm thực đây là ẩm thực gì vậy anh? Của đặc sản. Đặc sản. Đặc sản Triều Thủy hả? Triều Thủy. Ờ. Cơ sở duy nhất nha. Mời bà con vào ăn hải sản với Thị Nguyễn nha. Em ăn hải sản ở Triều Thủy này nổi tiếng cả nhà, ở thành phố Huế. Thị Nguyễn mời bà con nha. Nhà tham quan thử đây ta chế biến. Wow, hấp dẫn quá. Chưa quay cái gì vậy? Ồ, đầu bếp nữ nha cả nhà. Trời ơi, nhìn thấy thơm mê ly bà con. Ở Huế hình như là phần là hay làm đồ cay phải. Ồ. Trời ơi, có lắm. Cái giá ớt mê luôn. Ăn nào lắm thì ăn. Mấy cái hũ ớt rồi cả nhà chỉ nhìn thấy mê ly luôn. Đây là người ta đang luộc nghêu. Nghe nói là nghêu ở đây rất là ngon luôn bà con. Dạ. À, hấp dẫn quá. Đang lạc vào mê cung.
Mấy chị nào biết đây dễ gần gũi bà con. Đâu đâu quay cái mâm bưng ra đây cho em quay ở đây. Wow. Cho cái cảm nhận nghe mẹ. Ăn ốc hay rau, ốc đây ngon không? Ngon lắm. À cho em hả? Trời đất ơi. Hết sức. Cái nhà cái đã. Chưa biết. Ốc đá lắm. Linh. Chị ơi cho cái cảm nhận chị thấy ăn ốc đây sao? Ốc mà. Ốc mà. Ốc mà ở thành phố đâu có đâu, chỉ có Huế thôi. Anh là nè đó cho cái cảm nhận anh. Cảm nhận là mới về Huế các chị em ở thành phố mà về ở mẹ Thâu Thủy mà về ăn ốc mà rất thầm tháp. Thầm tháp nó ngon lắm, chẳng phải mà dùng như mà bỏ đường đồ nhiều mô mà dùng như các cái miếng khác nữa. Về mà ẩm thực á thì cái món Huế là đậm đà, mập mạc ở dân Huế. Dạ. Cái dược mình ăn gì mà ngon thầm thầm mãi nhớ mãi đúng không ạ? Ăn là nhớ mãi luôn. Nhớ là cây một miệng, cây mà ăn mình thưởng thức chứ. Dạ dạ. Mình thưởng thức đây là cái mà món ốc thì chỗ nào cũng có ốc, còn nhiều. Nhưng mà mỗi miệng mỗi cái chế biến khác nhau. Dạ. À. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Ốc này to thân, cái vị ăn rất ngon và thu một con ốc luôn. Ở Huế cái món nào cũng ớt cay hết nha cả nhà. Nên là đặc biệt là món nào cũng cay mà nó ngon. Đấy, cái như là con ốc mà thầm nước này, khi mà cày một con ốc ra thì cái như mình đều có đấy, ba con là cái như là đấy, một con ốc mà để cho rất thật mạt, chẳng phải một ốc ổn. Dạ. À, không còn một con ốc nào mà để hư. Dạ. Và cài quá. Nên là cái như là một con ốc là cái như nhìn thấy là các bạn là đi việc cái như là ẩm thực ở Huế đó. Dạ. Đây là ẩm thực ở Huế. Truyền thủy. Ông này ăn vụt. Ốc to 10k. 10k là một cái một dĩa dành 10k hả anh? À 10k, 20k. À là mỗi một cái dĩa như vậy là giá từ 10 đến 20 ngàn. 20k. 20k rồi lên. Cái gì là ốc nhỏ chứ là ốc gạo á. À ốc nhỏ thì 10 ngàn một dĩa. Còn những cái dĩa như vậy là 20 ngàn. Trời ơi. Thôi để con nước. Trời ơi, hạnh phúc quá. Cái nước chấm nó ngon lắm em. Dạ. Chèm chép. Đây là nghiêu. Nghiêu hả? Chèm chép. Cái này con nghiêu mà ngộ con, vậy? Con nghiêu là cây dưa là ở Huế này. Con nghiêu là cây dưa là dưới như là ở trong mình là cũng phải cho lùa. Nhưng mà đây là cây dưa con nghiêu con hẹn đó. Mà đây hẹn nó hình biển. À cái con này là kia là hết mà là hết biển. Mà cái con thì rất to ha, nó để cho mà cái cơm hành rất dài. Dạ. Đó. Giờ mình kê lên dây vậy là mình hấp á. Dạ, dạ dạ dạ. Rồi anh à. Ăn cái. Trời ơi. Em cũng ăn cái rồi. Lá Huế phải chị đó, hấp rồi đó. Hấp cho chị hấp nè. Hào. Quá ngon. Hào. Một dĩa vậy là 20 ngàn á anh. Đúng rồi. Ờ, một dĩa vậy có 20 ngàn thôi cả nhà. Hào là hào là 30 cái nhà, 30 hàng 4 con. À còn cái đĩa này là 20. Ờ, cái đĩa này 20 cũng quá rẻ luôn anh. Ờ, cái tầm đúng là vừa rẻ vừa ngon luôn.